Hóa ra người Do Thái luôn thông minh và giàu có nhờ tuân theo 15 tư duy trí tuệ này. 1. Khi còn trẻ phải làm những việc bạn nên làm, thì khi về già mới có thể làm những việc bạn muốn làm. 2. Cái khuy áo đầu tiên sai, cái sau cùng khó mà chữa được. 3. Khi bồ câu kết bạn với quả, mặc dù cánh của nó vẫn còn màu trắng nhưng trái tim thì dần dần chuyển sang màu đen. 4. Một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười có giá trị hơn một cung điện đầy nước mắt. 5. Trên đời có 3 thứ không thể bị ai cướp mất. Đầu tiên là thức ăn đã vào trong dạ dày. 2. Là ước mơ đã ở trong lòng. 3. Là những kiến thức đã học trong đầu. 6. Cười là loại mỹ phẩm rẻ nhất. Vận động là loại y dược rẻ nhất. Chào hỏi là loại chi phí giao tiếp rẻ nhất. 7. Kinh nghiệm giống như một chiếc lược mà cuộc đời chỉ ban tặng sau khi chúng ta đã mất hết cả tóc. 8. Nếu mà làm từ thiện chẳng tốn kém gì thì ai cũng làm từ thiện cả. 9. Hầu như những loại hoa có màu trắng đều rất thơm. Hoa có màu sắc đẹp đẽ thường không thơm. Người cũng vậy, càng mộc mạc giản dị, càng tỏa hương thơm từ bên trong. 10. Khi chúng ta đem hoa tặng cho người khác thì người ngửi được mùi hương đầu tiên là chính chúng ta. Khi chúng ta nắm bùn ném vào người khác thì người bị làm bẩn đầu tiên là bàn tay chúng ta. 11. Adam quả là tay gặp may đầu tiên vì chẳng có mẹ vợ. 12. Thời gian tốt nhất để trồng cây là vào 20 năm trước. Thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ. 13. Nếu vấn đề nào giải quyết được bằng tiền thì đó không phải là vấn đề mà là chi phí. 14. Nếu bạn không thể xử lý những việc nhỏ thì những việc lớn của bạn sẽ trở nên vô nghĩa. 15. Lúc nào vô công dỗi nghề thì người ta sẽ làm những việc long trời lở đất.